Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong video ngày hôm nay, kênh Học Cờ Tướng Online sẽ gửi tới các bạn trận tứ kết đỉnh cao của cờ tướng Trung Quốc đánh trong giải cờ tướng cá nhân Trung Quốc năm 2023. Trong ván cờ tứ kết lượt đi, bên đỏ đi tiên là Thiên Tài Nhí Mạnh Phồn Duệ và người cầm bên đen Lục Mạch Thần Kiếm Triệu Mâm, tay cờ khét tiếng của cờ tướng Trung Quốc. Kính mời các bạn đón xem.吃 吃 吃 吃
吃。吃。Tới hình cờ trên thì sau một loạt tình huống không đổi biến hóa thì đôi bên đồng ý hòa cờ. Và sau đây xin kính mời các bạn đón xem ván cờ lật về của đôi bên khi mà danh thủ chiếm mâm sẽ cầm bên đỏ đi tiên.吃。吃。吃。吃。
将军。吃。将军。吃。吃。将军。吃。吃。将军。
吃 将军 吃 将军 吃 将军 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 吃 吃 将军 吃 将军
将军。将军。将军。将军。将军。Tới hình cờ trên sau phần cờ cho thu pháo V đến từ bên đỏ của danh thủ Triệu Mâm, thì trong hình cờ như trên, bên đen đã buông cờ xin thua trong bối cảnh đó. Như vậy là danh thủ Triệu Mâm đã xuất sắc được vượt qua được thiên tài nhí Mạnh Vân Duệ để giành quyền chơi trận bán kết của giải đấu trên. Kính chào và hẹn gặp lại các bạn.